Review kem chống nắng toàn thân nhà SVR. Sản phẩm xuất xứ Pháp. Thuộc kem chống nắng phổ rộng SPF 50 cộng dành cho mặt và cơ thể. Bảo vệ da trước tác động của tia UV, ánh sáng xanh, tia hồng ngoại. Sản phẩm dạng xịt phun sương. Bạn nên xịt lên da trước khi ra nắng 20 phút. Sản phẩm có mùi thơm, ngọt dễ chịu. Dạng sữa dễ dàng thấm vào da. Không bị vòn, dễ dàng sử dụng. Bằng thành phần an toàn, sử dụng được cho em bé từ 3 tuổi. Và không gây hại cho hệ sinh thái biển khi đi du lịch. Sau 1 phút thoa kem chống nắng, sau 5 phút